Trọng Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Trọng Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và mong là nhiều sự tốt đẹp và may mắn sẽ đến cho các quý vị. Và Trọng Nguyên mạn phép đi về cái chủ đề của ngày hôm nay về vấn đề an ninh của đất nước Nga. Thì Trọng Nguyên nói là các quý vị cũng biết là đất nước Nga là một cái quốc gia có một cái tầm cỡ lịch sử lâu đời, là cũng là những cái quốc gia đã từng ở trong một cái vị trí hàng đầu của thế giới. Vị trí hàng đầu của Nga nó nhiều phía cạnh chứ không phải là một phía cạnh. Về diện tích đất đai thì chúng ta cũng biết là đất nước Nga là cái quốc gia lớn nhất trên thế giới. Đặc biệt là trong cái thời mà sau đệ nhị thế chiến năm 1945, cuộc chiến tranh đã kết thúc, thì Nga là trong những cái quốc gia đã chiến thắng phát xít Đức. Và từ lúc đó nó có một cái liên minh, đó là liên minh Liên Xô. Và có thể nói là cái chủ nghĩa đảng Cộng sản nó đã chiếm phân nửa châu Âu. Chúng ta ai cũng đều biết hết là đất nước Đức là một cái quốc gia bị chia đôi. Một bên thì đi theo tự do, một bên thì đi theo Cộng sản. Thì chúng ta thấy được là đất nước Nga đã từng có những giây phút oai hùng. Thời gian gần đây là đệ nhị thế chiến. Trước đó, trước trong đó thời vua chúa hay nhiều thời đại khác thì đất nước Nga cũng là một cái đế chế lớn mạnh mà không ai dám xâm lược. Điển hình trong lịch sử thì chúng ta đều biết là Napoleon là vua đại đế của đất nước Pháp thời điểm đó, đánh đầu thắng đó, nhưng vẫn bại trận ở tại Nga, phải rút quân về. Để chúng ta thấy được đất nước Nga đã có một cái lịch sử lâu dài và rất là tự hào. Nhưng thời gian gần đây thì chúng ta đều biết đất nước Nga đã suy yếu đủ thứ mọi mặt cả. Thứ nhất, về mặt khả năng ảnh hưởng. Có thể là các quý vị không nhận định được, nhưng mà các quý vị nhìn đi, bây giờ đó, không coi cầu thủ đá banh của Nga nữa, cũng không coi được Thế vận hội liên quan đến Nga nữa. Âm nhạc của Nga hình như là mãi mãi không bao giờ thấy Nga thấy ở tại châu Âu hay châu Mỹ. Những sản phẩm quần áo, nữ trang, bia rượu của Nga đã không còn tồn tại. Để chúng ta thấy được là cái tầm ảnh hưởng của Nga trên cái hội đồng quốc tế nó càng ngày nó càng giảm. Rồi người dân Nga cũng khó đi du lịch, đi đó đi đây bây giờ không ai cho đi hết. Không có chuyến bay từ Nga bay đến Pháp, Nga bay đến New York, không còn chuyến bay đó nữa. Những chuyến bay của Nga dưới châu Âu hình như nó hoàn toàn đứt đoạn. Nga muốn đi đến châu Âu phải đi đường vòng, phải đi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Thổ Nhĩ Kỳ phải xin visa mới đi qua những quốc gia khác. Để chúng ta thấy rõ được trong cái bối cảnh ngày hôm nay, đất nước Nga đang gặp nhiều sự khó khăn, vấn đề. Đây là vấn đề yếu kém, nó đã dẫn đến cái sự bất mãn trong bộ máy chính trị của Nga. Cuộc chiến tranh kéo dài gần 3 năm. Trong em nhắc là cái ngày tháng chính xác là ngày 24 tháng 2 năm 2024. Và nó đã kéo hơn 2 năm mấy, gần 3 năm. Và cuộc chiến tranh kéo dài nó đã dẫn đến cái nền kinh tế của đất nước Nga suy yếu. Nó đã dẫn đến vấn đề nhiều binh sĩ của Nga đã thiệt mạng. Cái con số đạt hơn 600.000 người chết và người bị thương. Và nó đã dẫn đến người dân Nga lo lắng, hoang mang. Nền kinh tế trong đất nước đang trao đảo. Con thì tử vong, việc làm thì có nhưng nhân lực không đủ. Người nước ngoài thì ồ ạt đến Nga để lấy việc làm. Người dân Nga thì phải lên chiến trường và chết. Nó đã dẫn đến cái nội bộ chính trị đất nước Nga suy thoái nghiêm trọng, đặc biệt là từ 6 tháng gần đây. Lý do tại sao 6 tháng gần đây? Trước đó không bị. Vì trước đó thì Nga có một sở hữu một số tài sản khá lớn. Nga sở hữu tới 600 tỷ, 300 tỷ bị đóng băng ở nước ngoài, 300 tỷ ở trong cái kho dự trữ của quốc phòng. Nhưng bây giờ thì 300 tỷ đó nó hoàn toàn biến mất trong thời gian vừa qua. Còn 300 tỷ nước ngoài thì bị đóng băng. Hiện bây giờ thì châu Âu và châu Mỹ đang chuyển sang cho Ukraine mượn. Trung Nguyên khẳng định là cho mượn. Và bởi vì nhiều vấn đề nó chồng chất ngày qua ngày, tháng qua tháng, người Việt Nam mình có một cái câu nói rất là chính xác là mưa dầm thấm lâu, nó thấm xuống sâu. Và bây giờ thì cái tình trạng an ninh của đất nước Nga nó tồi tệ. Nó tồi tệ đến mức độ mà hiện bây giờ nó không còn cái chỗ nào cho là an ninh cả. Ngày hôm nay đó có một bài phát biểu giữa nhà lãnh tụ tối cao Chechnya
với ông Putin một bài phát biểu cho cảm giác được là tình trạng đất nước Nga có thể xảy ra những biến cố. Trong Nguyên nói với cô chú anh chị em bằng là đất nước Nga khó bị người ta đánh tan rã từ bên ngoài. Thực tế đất nước Nga dễ tan rã từ bên trong hơn. Từ bên trong hơn. Và cái điều nó đang diễn biến ra ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì nhà lãnh tụ tối cao của Chechnya đã có lời khiển trách với Putin. Cho rằng là cái đạo lực gần đây của Putin đã ban lệnh ra đó là một cái đạo lực lạc hậu. Cái đạo lực đúng ra cách đây mấy trăm năm về trước. Liên quan đến vấn đề sắc tộc, di dân, vân vân và vân vân. Gần đây Putin lực lệ của dân biểu của chủ nghĩa đảng Cộng sản Nga như thế nào, Nguyên Phi dùng như vậy mới là chính xác. Thì gần đây các vị biết đó, là những cái đảng phái cực đoan của đất nước Nga đó, họ lên án Putin rất là nhiều. Họ cho rằng là cái hành động của Putin nó đã dẫn đến là người dân Nga thì phải chết trên chiến trường. Công ăn việc làm của Nga đó thì là người nước ngoài vô thay thế. Hãng xưởng của Nga thì phải đóng cửa, nhưng hãng xưởng Trung Quốc thì lại xâm nhập. Nên nó đã dẫn đến những cái đảng phái mà kêu là cực đoan, những đảng phái dân tộc hàng đầu đã phẫn nộ với cái đường lối của Putin. Vì cảm nhận được là bây giờ người dân Nga đó thì không thấy ai hết. Những người mà bằng tuổi Nga thì đi ra khỏi nước ngoài, đi trốn nghĩa vụ hay là đi lính. Còn công ăn việc làm thì là mấy ông nước ngoài, mấy người Á Châu, nước này nước kia đổ xô về đất nước Nga mà để làm lao động. Thì nó đã dẫn đến một cái điều bất mãn rất là lớn đến cho những cái nhóm tổ chức đã từng ủng hộ Putin hết. Nhưng bây giờ họ quay lại, họ cắn Putin. Điển hình không ai xa lạ cả luôn đài số 1 của Nga. Cách đây 2 ngày, họ nói nếu mà tình trạng Ukraine thất thủ, đặc biệt là nhiều nơi chiến trường, thì nên thay đổi tổng thống cho rồi. Cho Nguyên nói đài số 1 của Nga, họ còn nói cái điều đó. Để cho cô chú anh chị em thấy rõ được là tình trạng nó như thế nào. Nên là bởi vì cái tình trạng đó nó đã dẫn đến quốc hội của Nga đã đưa ra một cái quyết định. Là những người, họ cho rằng là những người không phải là những người địa phương ở khu vực sẽ bị hạn chế cái quyền lợi. Dù là người Nga nhưng ở khu vực khác sẽ bị hạn chế quyền lợi. Đó, ưu tiên cho người địa phương hơn. Thứ hai, những người mà ngày xưa đó đang xin giấy tờ, bây giờ phải trục xuất ra khỏi đất nước Nga, vân vân và vân vân. Nó có nhiều cái đạo lực kỳ thị, nó đã dẫn đến cái người gốc Nga chính thống sẽ được ưu đãi hơn. Ngay lập tức cái đạo lực này ban ra, thì ông Trùm Chechny là một đồng minh của Putin, thân cận, đã ủng hộ Putin hết mình trong cuộc chiến tại Ukraine. Ông ta còn điều động, chính bản thân ông ta đã đến Ukraine để tham chiến trong thời gian trước đó. Sau cơn bệnh của ông ta nên ông ta mới quay về. Thì ngày hôm nay ông ta chỉ trích rằng cái đạo lực do chính quyền Putin đặt ra đó là một cái đạo lực lỗi thời, một cái đạo lực nó không hợp với thời đại. Một cái đạo lực mà cho cái thời vua chúa, thời lạc hậu. Ông ta nói rằng là kẻ địch của đất nước Nga nó không nằm ở ngoài đất nước mà nó nằm trong đất nước. Nó nằm trong những cái tư tưởng độc tài, tư tưởng độc đoán, tư tưởng dân tộc, kêu là dân tộc tóc vàng của Nga là dân tộc chính thống. Và những cái tư tưởng độc hại này nó sẽ loan tỏa ra, làm cho nội bộ đất nước Nga sẽ chia rẽ. Chuyện lớn xảy ra ở tại thủ đô Chechnya. Ngày hôm qua một cái tiếng nổ không trời, nổ một cái bầu trời khủng khiếp ngay trong thủ đô. Có thể nói là cái loại bơm 3 tấn của Nga thả xuống khu vực Ukraine như thế nào, thì tại Chechnya nó nổ tương tự như vậy. Nổ giống như là một cái núm nó bầu lên bầu trời. Ở tại ngay trong thủ đô Chechnya luôn. Ngay trong ngày hôm qua luôn. Hiện bây giờ đó cho biết đây là cái cuộc khủng bố. Nhưng không nêu lên nguyên nhân và lý do. Tại sao cho là khủng bố? Hiện bây giờ vẫn nằm trong cái giai đoạn điều tra. Nhưng cho là khủng bố. Là bởi vì ông Trùm Chechny. Thì ông ta cho rằng là kẻ thủ phạm phải trả giá với hành vi đó. Ông ta đã thừa nhận là có người đó làm chứ không phải là một tai nạn.
một cái khu vực rất là lớn. Hiện bây giờ ít nhất là một số lượng người, người ta kêu là tối thiểu là 6 người thiệt mạng. Đó là những con số đầu người ta biết. Bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương cụ thể là không rõ. Và tại sao nó nổ lớn đến như vậy vẫn chưa công khai ra báo chí ở bên ngoài? Tại sao Chechnya đã trở thành một cái khởi đầu cho cái cuộc hỗn loạn tại đất nước Nga? Thì các quý vị cũng biết, Chechnya đã từng độc lập, sau này mới sáp nhập với Nga. Một quốc gia mà hai chính phủ với quyền chỉ huy của Putin. Và muốn khởi đầu tiên nhất, muốn dẫn đến đất nước Nga ở trong cái trạng thái chia rẽ là phải đánh thẳng vào Chechnya. Và Chechnya có đủ khả năng vũ khí và độc lập. Và ở tại Chechnya nó có nhiều thế lực, có nhiều thế lực ở đang phản bác, chống đối Putin. Và đây là một cái sự việc nó khởi đầu bằng tại khu vực Chechnya. Chuyện lớn xảy ra tại đất nước Nga, nhắm vào khu vực Chechnya rồi. Nên là Nguyên nói với các quý vị là nó không phải cái gì. Nên tại sao ngày hôm nay ông lãnh tụ của tối cao của Chechnya, ông mới nói là kẻ thù nằm trong đất nước, nó không nằm ở ngoài đất nước, nó nằm ở trong đất nước chúng ta đó. Mà nếu Putin không loại trừ những người đó ra thì thảm họa của đất nước Nga sẽ tan rã. Và cái điều này Nguyên nói với các quý vị, đối với Nguyên nha, Nguyên không có trù đất nước Nga tan rã hay gì cả, nhưng đối với Nguyên cái lực của tự nhiên đó, cái lực của thiên nhiên nó tự nhiên đó, nó đã có cần cường mạnh thì nó cũng có giai đoạn nó dập tắt. Đất nước Nga đã trở thành một cái quốc gia lớn nhất trên thế giới ở một cái vị trí nó quá lâu, đến một cái giai đoạn đất nước Nga sẽ nhỏ lại. Và Nguyên đối với Nguyên là cái giai đoạn này là cái giai đoạn sắp sửa đến. Và chúng ta đều biết đất nước Nga là có nhiều sắc tộc, ngoài sắc tộc ra nó còn tôn giáo khác biệt một hoàn toàn cả, văn hóa khác biệt, tôn giáo khác biệt, màu da khác biệt, nó dẫn đến nhiều vấn đề kỳ thị chủng tộc và đòi độc lập là chuyện rất là bình thường. Nên là đối với Nguyên không lâu nữa khi nền kinh tế của Nga suy yếu, cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga kéo dài, càng suy yếu chừng nào nó sẽ dẫn đến cái cơ hội cho những đảng phái chủ nghĩa dân tộc họ đứng lên để mà lật đổ và đòi lại chủ quyền lãnh thổ thuộc về của mình mà mình cai trị. Đất nước nào cũng vậy, Việt Nam chúng ta cũng vậy mà. Những dân tộc địa phương hay mình kêu là dân tộc thiểu số đó, nếu chánh quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam yếu đi thì tất nhiên những khu vực đó họ đòi độc lập. Pháp cũng vậy, điển hình những hòn đảo thuộc địa của Pháp bây giờ đòi độc lập hết. Khi cái nền kinh tế của đất nước Pháp không đủ mạnh để cưu mang họ nhiều, ưu đãi họ nhiều nữa thì họ sẽ đòi độc lập. Và đó là cái điển hình. Thì để cho cô chú anh chị em thấy rõ được là trong một cái bối cảnh ngày hôm nay nó đang diễn biến ra ở tại đất nước Nga, đó là cái sự khởi đầu tiên ở tại Chechnya. Ngoài ra thì ông Trùm Chechnya đã có công bố cho Putin biết là cái báo động phải cẩn thận. Trong những ngày kế tiếp thì toàn đất nước Nga, những quan chức của Nga có thể bị ám sát. Thì ông ta nghĩ là chắc là phương Tây, nhưng không biết lý do gì, nhưng có thể chuyện đó xảy ra. Không phải là phương Tây ám sát mà là chính nội bộ trong đất nước Nga họ phải loại trừ lẫn nhau. Hiện bây giờ thì mạnh ai nấy lo, mỗi địa phương mỗi ông thống đốc đang muốn giữ cái vị thế cho mình. Hiện bây giờ trong tương lai sắp tới nó sẽ làm như vậy. Trong cái tình trạng nền kinh tế của Nga đang tồi tệ xấu dần, xấu càng ngày càng nhiều với cuộc chiến tranh đã kéo dài. Đối với Nguyên thì cho Nguyên tổng được một cái điều, sự tấn công của Nga và trên lãnh thổ của Ukraine là một sự thất bại ê chề. Đúng ra đối với Nguyên là Putin phải là người sẽ biết thời cơ để mà ngừng. Người ta nói rồi, sai lầm ai cũng có sai lầm. Cái quan trọng nhất là biết quay đầu. Đúng không? Lãng tử quay đầu ai cũng quý. Nhưng mà sợ nhất là những người cố chấp. Mà mẫu người Putin là những người cố chấp, không thấy sai và cũng không bao giờ biết hối hận. Nên là cái điều Putin cứ bất chấp. Chứ chúng ta đều thấy được là từ lúc cuộc chiến tranh này Nga chẳng có lợi, Nga chỉ có hại chứ không có lợi gì cả. Tuy rằng Nga chiếm được một phần lãnh thổ của Ukraine đó, nhưng mà Nga vẫn phải giao tranh, cuộc chiến tranh nó vẫn tiếp diễn, nó đâu có phải là thắng. Thắng khi nào cuộc chiến tranh nó kết thúc.
30 chưa phải là Tết mà. Nên là ông không biết ai thắng ai bại, nên cô chú anh chị em. Nên là hiện bây giờ đối với Nguyên, cái tình trạng của cuộc chiến nó đã giao tranh, nó đã dẫn đến thấy rõ nét là Putin đang gặp khó khăn vô cùng. Đây là bản tin đầu tiên mà nói khá nhiều đúng không? Thì bây giờ Trung Nguyên bạn phép đi qua những cái chủ đề khác. Chúng ta nói về tình trạng của Ukraine, tình trạng của Nga, thì bây giờ Trung Nguyên nói tình trạng của Ukraine một chút xíu. Tình trạng của Ukraine đang giao tranh rất là khốc liệt ở hai khu vực. Khu vực đầu tiên đó là khu vực kết. Cái khu vực trên lãnh thổ của Nga mà các quý vị cũng biết đó, mà Ukraine đã chiếm đóng được 2 tháng vừa qua. Thì gần đây thì Putin đã điều động thêm 50.000 binh sĩ. Đây là ngày thứ hai Putin tấn công với quy mô cực kỳ là lớn, ngày thứ hai. Cái may không may mắn cho Putin là hiện bây giờ tình trạng ở khu vực kết nó không có sự thay đổi. Tuy rằng Nga đã nỗ lực tấn công với quy mô lớn, gần cả 100.000 binh sĩ, nhưng vẫn chưa làm được cái gì cả. 2 ngày hôm nay thì Ukraine vẫn trụ được tốt. Chính xác công bố là trụ được tốt, không có một sự thay đổi. Và đây là có điều cho thấy được là cái sự thiệt hại của Nga ở khu vực kết nó cực kỳ là nặng nề. Khi Nga bắt buộc phải qua sông, bắt cầu phao qua sông, thì đã bị số lượng bom chùm của Ukraine phục kích và tổn thất của Nga không thể đếm xuể. Nhưng cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục tiếp diễn ở khu vực kết. Còn riêng biệt với khu vực Donetsk, cái khu vực mà Nga đang chiếm ưu thế trong thời Nga vẫn tiếp tục với tấn công với quy mô lớn. Sáng ngày hôm nay, theo nguồn tin cho biết, thì Nga lấy thêm một cái ngôi làng. Nếu mà theo chúng ta tin cái nguồn tin của Nga nha, Trung Nguyên nói nếu chúng ta tin cái nguồn tin của Nga, thì theo nguồn tin của Nga cho biết, thì sáng ngày hôm nay họ cho rằng họ đã lấy thêm một cái ngôi làng ở khu vực Porov. Thì đây là những cái gì mà tình trạng cuộc chiến, giao tranh ở tại biên giới. Còn việc tấn công thì hai bên đều tấn công cả. Ngày hôm nay thì Nga cũng tấn công một số là 40 mấy chiếc máy bay không người lái và 4 cái quả tiễn vào nhiều tỉnh thành của Ukraine. Bên Ukraine thì cũng không có nhường nhịn gì cả. Bây giờ là ăn miếng trả miếng. Ngày nào thì Ukraine cũng tấn công với một số lượng máy bay không người lái mấy chục chiếc. Hai bên đều tạo ra những cái sự tổn thương cho nhau không hề thua kém. Cách đây vài ngày thì Ukraine cũng tấn công vào những kho lọc dầu, kho chứa dầu. Nga thì tấn công hơi một sức hơi bừa bãi một chút xíu. Nhưng mà hai bên đều có một sự tấn công. Nói đến đây thì Trung Nguyên cập nhật cho các quý vị một bản tin cách đây bữa thứ hai vừa qua rồi. Cái kho dầu các quý vị còn nhớ ở tại đảo Crimea đó, nó bị máy bay không người lái của Ukraine đó là lao trúng vào đó. Cái kho dầu đó, bây giờ mới vừa dập tắt ngày hôm nay. Nó cháy từ bữa thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nó mới vừa dập tắt được sáng ngày hôm nay. Và cái kho chứa dầu ở tại đảo Crimea nó lớn khủng khiếp. Và người ta kêu là 8 nơi chứa dầu, mà kêu là cái thùng chứa dầu, 8 thùng chứa dầu nó đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Nga mất gần cả 7 ngày trời để dập tắt cái đống lửa này. Đây là cái điều mà Nguyên muốn nói cho cô chú anh chị em thấy rõ là cuộc giao tranh hai bên vẫn tạo ra cái sự thiệt hại nặng nề cho nhau, không hề nhượng bộ. Cuộc giao tranh nó vẫn tiếp diễn khốc liệt. Khi lúc đó cả thế giới thì đang bận tâm về nhiều vấn đề khác. Ở bây giờ thì người ta bận tâm bầu cử của Mỹ vì nó cận kề rồi. Nó đến giai đoạn cuối, người ta bận tâm vấn đề của Trung Đông, không biết chừng nào nó lớn rộng. Nhưng mà chiến tranh Ukraine nó không hề hạ nhiệt. Dù chỉ là 1 phút hay 1 giây, ngược lại nó đang cao trào. Nhưng bởi vì thông tin bị ảnh hưởng, bị che lấp, nên chúng ta nhận ít thông tin bởi vì nó có nhiều chủ đề khác mà đối với người ta nó quan trọng hơn chủ đề của Ukraine. Và bây giờ thì một bản tin do bài phát biểu của ông Hungary mà cho Nguyên phân tích như thế này. Bởi vì cái bài phát biểu, cái bản tin này đó, thì phía bên Nga đó họ chia sẻ dữ lắm. Bên Nga rồi bên Việt Nam chia sẻ lắm. Thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hungary đã công bố rằng là họ đánh giá rằng đó là Ukraine không thể sáp nhập vào NATO được vì Ukraine không đủ tiêu chuẩn đó. Xong rồi bắt đầu nghe là Việt Nam mà lấy cái bản tin đó đó, bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó, tin buồn cho Ukraine đã bị đồng minh buông bỏ không sáp nhập được NATO đó. Thì các quý vị cũng biết đó, bài phát biểu của Hungary, mà Hungary thì chúng ta đã biết rồi, với nhà lãnh đạo của ông Viktor Orbán là thân Nga,
Chúng ta đều biết cái điều đó. Và từ đó tới giờ ông Hungary, ông lúc nào cũng phản bác Ukraine sáp nhập vào châu Âu hay là NATO hết. Cái điều nó không có cái gì bất ngờ cả. Đúng không? Nguyên nghĩ là cả. Nhưng mà cái ông Hungary ông nói cho nhiều. Hungary báo cáo cho bác Hungary cho biết, đặc biệt là Viktor Orbán. Hiện bây giờ người ta đang họp. Thứ nhất, một là muốn đuổi ông ra khỏi. Mà nếu mà đuổi không được thì sẽ hạn chế cái lá phiếu của ông, nó không còn giá trị. Nên là ông biết thân biết phận mình đi, lo bản thân kìa. Trong Nguyên nói một cái câu là Hungary nên lo bản thân của mình, bớt lo Ukraine. Thấy tình trạng bài phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống Ba Lan, ông nói cái gì? Chúng tôi đang làm việc với châu Âu thay đổi hiến pháp để loại trừ lá phiếu của Hungary ra khỏi. Và năm 2025, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sáp nhập châu Âu, Ukraine vào châu Âu. Hungary không lo, mình sắp sửa bị người ta đuổi kìa. Sắp sửa người ta đuổi qua bên bển chơi với Nga kìa. Sắp sửa ngày bữa trước là bị bà chủ tịch Liên minh châu Âu là bà Ursula von der Leyen, bà chửi sập mặt luôn. Ngồi kế bên bà chửi sập mặt luôn. Bà nói là chưa bao giờ chuyện nhục nhã của lịch sử Hungary như vậy. Ngày hôm nay với cái lãnh đạo yếu kém dẫn đến cái nền kinh tế Hungary phải nghèo đói, phải xin ăn của châu Âu kìa. Bà chửi sập mặt luôn kìa. Cách đây 2 ngày thôi. Không lo. Mà đi lo phát biểu rằng là Ukraine không đủ tiêu chuẩn. Có tiêu chuẩn hay không thì là cộng đồng người ta đánh giá, chứ không phải cá nhân một quốc gia đánh giá được. Nên là hiện bây giờ thì ông Hungary ổng đã nói cái điều đó, thì báo chí Việt Nam rồi báo chí của Nga rồi nói chung là báo chí thân Nga đó, đó nói dữ lắm à, tăng bốc rồi rồi rồi, Ukraine bị đồng minh buông bỏ, Ukraine bị đồng minh bỏ rơi rồi. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Hungary. Một bản tin thứ hai cũng tương tự như vậy và cho là bản tin của Đức. Cái này Nguyên phải giải thích vì có nhiều người sẽ không hiểu. Nghe nói Đức, các quý vị nghe nói báo Đức thì các quý vị nghĩ là ồ chắc là báo Đức ủng hộ Ukraine hả? Không. Nước Đức là một cái quốc gia tự do dân chủ, nó có nhiều đảng phái. Đảng cánh hữu, đảng cánh tả. Những cái đảng cực hữu nó không ủng hộ Ukraine. Nó hoàn toàn không ủng hộ Ukraine, đảng cực hữu. Và những tờ báo đảng cực hữu chưa bao giờ viết một cái gì tốt đẹp về Ukraine hết. Thì gần đây cái tờ báo cực hữu của đất nước Đức nó mới viết ra một cái bài bản tin bình luận rằng là Ukraine đang chuẩn bị nhường đất cho Nga để đổi lấy hòa bình để sáp nhập vào NATO. Đó, ngay lập tức báo Đức tin tưởng đi, báo Đức là bức trung lập. Không phải tờ báo nào của Đức nó cũng trung lập. Ở nước Đức hay tại Pháp hay tại Mỹ nó vẫn có những tờ báo lá cải. Nha, tờ báo tào lao nó có đầy, nước nào cũng có hết. Có những tờ báo nổi tiếng, đảng cánh tả, cánh hữu nó có. Còn tờ báo tào lao nó mọc đầy như nấm. Mà lấy một cái tờ báo nào đó, ở một cái quốc gia nào đó của New Zealand, báo Đức, nó không phải là báo chính thống của chính phủ Đức, hay là báo mà được nổi tiếng của Đức, báo lá cải ở chỗ nào đó. Đó, thì nói là cho rằng là Ukraine đang nhường đất để đổi lấy hòa bình. Các quý vị biết lý do tại sao gần đây người ta nói cái vấn đề này nhiều không? Đó là do cái bài phát biểu của ông cựu chủ tịch Liên minh NATO, đó là ông John Stoltenberg. Mà Nguyên không biết người ta phiên dịch cái kiểu gì, Nguyên không hiểu. Ông John Stoltenberg chưa bao giờ nói là nhường đất để đổi lấy hòa bình bao giờ. Trong cái bài phát biểu của ông John Stoltenberg, ông khẳng định là bây giờ dùng đất của Ukraine và Nga đang giao tranh. Có nghĩa là đang bị mất do của Nga. Thì bây giờ mình sáp nhập NATO, mình sáp nhập một phần mà chưa bị tấn công, mình bảo vệ. Còn phần còn lại thì mình yểm trợ cho Ukraine, họ tự động là họ đánh. Chứ ông chưa bao giờ ông nói là nhường đất của Ukraine không được quyền lấy lại. Cái chuyện nó chưa bao giờ có. Ông đâu bây giờ nói câu đó. Ông nói ông bảo vệ cái gì? Hiện bây giờ Nga chưa đánh. Còn cái còn lại thì Ukraine vẫn tiếp tục đánh. Ukraine thắng thì Ukraine lấy lại. Còn cái còn lại là mình bảo vệ vì Ukraine không bị thiệt hại. Và ông ta nói điển hình chúng ta làm như vậy giống như là vấn đề của Nhật Bản. Vấn đề của thời đệ nhị thế chiến, thời nước Đức.
chúng ta bảo vệ một bên, hai bên vẫn giao tranh, hai bên vẫn tranh chấp. Nhưng mà cái khu không tranh chấp thì chúng ta bảo vệ 100%, còn bên kia thì quốc gia đó tự lo. Tất nhiên là người ta yểm trợ, nhưng mà giống như bây giờ Ukraine tự lo, đâu có binh sĩ nào nước ngoài đâu, người ta sẽ giúp đỡ kinh tế thôi. Mà Nguyên không biết nó dịch làm sao, Nguyên không biết. Nguyên không biết báo chí của Việt Nam, báo chí của nước ngoài nó dịch cái kiểu gì, Nguyên không hiểu. À, tiếng Anh của Nguyên là không giỏi đó nha. Tiếng Anh của Nguyên là mình dở đó. Mình cái gì mình không biết thì mình có ông chú Google. Từ ngữ tiếng Anh là nó quá cao siêu với cái trình độ của mình. Đó thì mình lớp toilet liền. Lớp toilet là yêu cầu đó các bạn. Lớp là yêu, toilet là cầu, lớp toilet là mình yêu cầu đó. Mình yêu cầu ông Google giúp cho mình. Ông chú Google giúp cho mình. Mà ông chú Google giúp không chính xác nữa thì mình qua những cái chương trình mình bỏ tiền vào, bỏ có 10 đô thế là nó dịch chuẩn luôn. Chưa nói hệ thống AA bây giờ nó đầy hết. Mà Nguyên không biết là dịch làm sao, Nguyên không hiểu được. Nguyên không biết dịch làm sao, không hiểu, mà Nguyên thấy nó dịch nó chất quất cái bài phát biểu của ông John Stamets. Và từ lúc đó thì bắt đầu ngoan tả ngay những tin đồn, ơi xong rồi, Ukraine bây giờ sắp sửa thua trận rồi, Ukraine nhường đất để đổi lấy hòa bình cho Nga rồi. Thực tế nếu Ukraine muốn làm, Ukraine đã làm từ lâu, vì Putin đã muốn điều đó từ trong những ngày đầu của chiến rồi. Trong tương lai thì không biết như thế nào, vì mỗi tình trạng cuộc chiến nó sẽ thay đổi, và cái quan điểm chính trị nó cũng sẽ thay đổi, đặc biệt là lòng dân như thế nào. Chúng ta không cái gì là khẳng định hết, đặc biệt là người dân Ukraine là người mới là quyết định. Trong Nguyên nhắc là chính phủ Zelensky hay là tổng thống Zelensky, bây giờ ông ta không còn là tổng thống hợp pháp nữa, ông ta chỉ là cái người đại diện thôi. Quan trọng là lòng dân Ukraine, mình không biết. Và hiện bây giờ những khảo sát vừa qua thì dân Ukraine vẫn là số đông không chấp thuận cái quan điểm đó là nhường đất đổi lấy hòa bình. Đó. Nhưng mà báo chí của Việt Nam hay là báo chí của phương Tây thì nó nói dữ lắm. Tin tào lao vui lắm các quý vị, nhiều tin tào lao vui lắm. Ngày hôm nay cái tin tào lao của Á Châu nó đưa. Á Châu nó báo Việt Nam đưa. Nhiều báo đưa. Thì Nguyên mới đi kiểm chứng cái bản tin này được, liên quan đến hai chiếc MiG-31 của Nga bay xuống ở tại Belarus ngày 9 Tây với ngày 10 Tây. Chắc quý vị biết là khi hai chiếc máy bay MiG-31 đó nó bay xuống Belarus thì báo chí Việt Nam viết gì không? Nga gửi lực lượng binh sĩ máy bay MiG-31 để bay thả bom đó, đe dọa NATO có thể tấn công căn cứ quân sự của Ba Lan dễ dàng như trở bàn tay. Adu, nghe nói Nguyên cũng thấy ghê quá ta. MiG-31 của Nga đồ gửi tới Belarus đồ ghê quá. Có thể đồ tấn công bất ngờ căn cứ quân sự đồng minh NATO ở tại Ba Lan đồ. Thì chúng ta đều biết là Ba Lan và Belarus gần nhau mà. Nguyên thấy, Nguyên mới đi kiếm cái bản tin này Nguyên đọc. Để Nguyên biết là cái bản tin này tình trạng như thế nào, căng thẳng ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus nó ra sao, vân vân và vân vân. Thì hóa ra thì câu chuyện nó không phải là như vậy. Không phải là Nga muốn tấn công Ba Lan gì cả. Cái lý do mà Nga điều động hai cái MiG-31 là bởi vì Nga sợ bị Ukraine bắn trúng. Cỡ này MiG-31 của Nga nó bị tiêu hủy gần hết rồi. Nên là không có chỗ đậu, không có chỗ đậu an toàn. Nên là mới điều động đến Belarus để đậu ké. Vì cái chỗ đó Ukraine không thể bắn được. Điều động ở chỗ đó là để núp. Để núp lùm. Để núp lùm các cái vậy. Đó, để núp lùm, để trốn. Để trốn cuộc tấn công của Ukraine. Và đậu ở đó nó an toàn. Đậu đó nó an toàn. Chứ không có định, ý định gì mà tấn công vào Ba Lan gì đâu. Căn cứ quân đội của Anh Quốc tại Ba Lan hay là Mỹ gì đâu, không có. Chỉ đơn giản đơn thuần là bởi vì chỗ đậu không còn an toàn, dời qua bên bển nó an toàn hơn. Nhưng mà báo chí thì nó viết một đường các quý vị nhé. Đó là nhiều khi Nguyên nói là báo chí cũng không nên quá tin tưởng. Các quý vị đặt niềm tin trên báo chí quá nhiều mà các quý vị tin tưởng 100% thì nó gặp nguy hiểm lắm. Trường hợp đó Nguyên thấy nó rất là nguy hiểm. Nên là các quý vị hãy nên thận trọng, chớ nên đặt quá niềm tin trong vấn đề báo chí. Nói về máy bay ngày hôm nay thì có một bản tin
Nguyên chưa có xác nhận được, nhưng bản tin này được loan tả tại Ukraine rất là nhiều, nên là ngày hôm mà ngày mai Nguyên mới xác nhận nha. Nhưng Nguyên chia sẻ với các quý vị, nhưng mà ngày mai chúng ta mới xác nhận được cái bản tin này. Bản tin này nó nói rằng là F-16 đã xuất kích, mới vừa ra sân xuất kích, bắn hạ Su-34 của Nga ở khu vực Donetsk. Su-34 là loại máy bay thả bom. Khu vực Donetsk là cái khu vực mà Nga đang quản lý, trên cái lãnh thổ vùng đất Nga đang quản lý. Su-34 là máy bay đang bay trên không chuẩn bị dùng bơm lượng vào Ukraine, thì F-16 đã phục kích, bùm. Đó, Su-34 của Nga đã bị bắn rơi ở tại Donetsk ngày hôm nay. Thì đây là bản tin mà được không quân Ukraine chia sẻ. Nhưng mà đối với Nguyên á, thì trong Nguyên mạng Pháp là cái bản tin này Nguyên chưa khoan hà tin, bởi vì Nguyên chưa có đi kiểm chứng cụ thể qua nhiều nguồn tin khác. Nguyên chỉ có lấy cái nguồn tin đến từ không quân của Ukraine thôi. Nên là Nguyên mạng Pháp để cái này 50% thôi, 50%. Một bản tin liên quan đến máy bay mà cái này nó là 100% nè. Nó liên quan đến Việt Nam mình nữa. Hấp dẫn vô cùng. Các vị cũng biết là máy bay của Nga nó có nhiều loại. Su này, su kia, mít này, mít kia. Mà chúng ta, gần đây chúng ta nghe nói rất là nhiều là Su-35 đúng không? Nhưng máy bay của Nga có một loại máy bay khác còn ngon hơn Su-35 nữa. Loại máy bay tân tiến nhất tàn hình của Nga nữa. Đó là Su-57. 35 là đàn em, 57 là đại ca. Đó, anh của thằng dê nhỏ, thằng dê lớn đó. Su-57 của Nga, đó là loại máy bay mà Nga rất là tự hào. Loại máy bay mà Nga cho là loại máy bay mà có thể nói là một sự cạnh tranh rất là lớn cho người khác. Thì từ đó tới giờ người ta đặt một câu hỏi, ở Su-57 của Nga nó đang ở đâu? Sao không thấy bóng dáng? Su-35 thì người ta hiểu lý do tại sao, vì Su-35 của Nga nó không có cái chức năng tàng hình. Thực tế Su-35 của Nga nó tương đương với là F-16 của Mỹ. Nên là cái điều đó thì cái khả năng, lý do mà Su-35 của Nga nó không có quá hoạt động nhiều trên chiến trường thì có khả năng bị bắn rơi vậy. Nhưng mà Su-57 của Nga ở đâu? Loại máy bay này không đúng ra đó, theo cái nguồn tin đó, nó không thể nào qua hệ thống radar biết nó được. Và cũng không thể nào bắn rơi nó được. Nhưng mà bây giờ thì Quyên mới biết lý do tại sao. Thì theo nguồn tin cụ thể cho biết đó, là bởi vì Nga không có sản xuất ra được nhiều. Và Nga đã ngừng hoạt động cách đây gần 2 năm. Sau khi những ngày đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đó, Nga tấn công vào Ukraine, thì ngay lập tức thì châu Âu và châu Mỹ đã đưa ra những lệnh trừng phạt. Và trong những lệnh trừng phạt đó, nó có những cái lệnh trừng phạt là ngăn chặn sự tiếp tế về công nghệ cao cho đất nước Nga. Nó đã dẫn đến Nga không có thể nào sản xuất Su-57 được nữa. Nga hoàn toàn không còn đủ khả năng sản xuất Su-57 được nữa. Nên nó đã dẫn đến Nga bắt buộc không còn nhiều máy bay Su-57. Nga phải ngừng sản xuất Su-57. Nên là Nga còn mới có chế tạo được vài chiếc làm mẫu. Và bây giờ thì có vài chiếc này Nga không dám sử dụng nó trên chiến trường. Vì sợ sử dụng nó mà nó bị bắn rơi thì không còn sản xuất được nữa. Nên lý do đó mà hiện bây giờ là Nga đang gặp khó khăn về vấn đề chế tạo máy bay, đặc biệt là Su-57. Vậy thì các quý vị hỏi Nguyên, vậy là biết rồi Nguyên ơi, vậy là biết Su-57 của Nga không có chế tạo được vì là thiếu vật liệu do lệnh trừng phạt của phương Tây. Vậy có liên quan gì Việt Nam? Bây giờ Nguyên mới biết, Việt Nam mình đặt hàng mua Su-57. Đặt hàng. Việt Nam mình đã có ý định đặt hàng mua Su-57 của Nga, máy bay tân tiến nhất của Nga. Nhưng mà bây giờ Nga không có sản xuất được nữa, nên là Việt Nam đã hủy cái hợp đồng mua đó. Việt Nam chuyển sang qua mua máy bay của Pháp. Nghe nguồn tin cho biết là cái chuyến đi vừa qua của bác Tô Lâm đến Pháp đã có ý định mua Rafale của Pháp. Và Việt Nam cho rằng là cái Rafale đời mới của Pháp nó không thua kém gì Su-35 của Nga, nó còn tốt hơn. Nên là Việt Nam đã bắt đầu chuyển gió
đang muốn ký hợp đồng mua máy bay Kha Pham với tổng thống Macron đó. Nguyên không biết có thiệt gì hay không thì Nguyên không có rõ, vì hiện bây giờ báo Pháp nó cũng không có đưa, nên là Nguyên cũng chưa có rõ cái điều đó. Nhưng mà nếu mà được như vậy thì cũng tốt đi, chứ bây giờ mua vũ khí của Nga thì Nguyên đã nói rồi, mua vũ khí của Nga đem đi dự dục chứ làm cái gì. Vũ khí của Nga cùi bắp lắm, bây giờ Nga cũng không có thể bảo trì được, vì bán một cái gì nó phải có bảo đảm chứ, chỉ có lấy vợ là không bảo đảm thôi, chứ mua máy móc gì là cũng bảo đảm hết á, mua nhà cũng có bảo đảm mà, mua cái máy điện thoại nó cũng có 2 năm bảo đảm mà, thế giới cái gì nó cũng phải bảo đảm hết. Nhưng bây giờ mua máy của Nga mà Nga đâu có sửa được, Nga làm sao có gửi kỹ sư máy móc để tu bổ. Mua vũ khí của Nga bây giờ mà nó hư là chỉ có đi dục, mình sửa không được là dục. Mà các quý vị biết là máy nào bây giờ đó, với cái công nghệ mình tự sửa không được đó, mình tự sửa không được. Nên là chúng ta đã thấy rõ được ngày hôm nay là trong một cái bối cảnh chiến sự ngày hôm nay mà thấy rõ được là Nga đang gặp nhiều cái khó khăn, cả đồng minh Việt Nam cũng không mua đặt hàng của Nga nữa. Và một bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, vì trời nắng quá nên là Nguyên mạng phép đi kiếm một chỗ nào mát hơn để chúng nó làm chương trình, vì trời nắng quá hồi nó nhức đầu các chú anh chị em. Bữa nay nó nắng cực là tốt luôn, đây là cái điều tuyệt vời mới ra ngoài biển nè. Bản tin cuối cùng của ngày hôm nay liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, đó là bài sau khi cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky đi ở gặp khắp nơi và được nhiều sự ca ngợi và được sự giúp đỡ đến từ những quốc gia, trong nguyên mạng phép nhắc lại, thứ nhất là 14, 15 quốc gia tổ chức ở tại Kroati vào bữa thứ tư. Sau đó Tổng thống Zelensky đã đến Anh Quốc và Pháp, sau Pháp là Italy và Đức. Cái chuyến đi nhiều quốc gia và đã đem lại hái lợi nhiều thành quả, sự giúp đỡ và sự cam kết. Trong đó thì ngày hôm nay phía bên Tổng thống Zelensky đã tiết lộ chúng ta biết là cái chuyến đi gặp Tổng thống Macron vừa qua, thì hiện bây giờ phía bên chánh quyền của Ukraine đang làm việc với Tổng thống Pháp, đặc biệt là vấn đề quân sự của Pháp, để chuẩn bị có một cái sự liên minh để sản xuất vũ khí chung. Cái điều này là cái điều rất là tốt. Hiện bây giờ Trung Nguyên nói đó, không phải mình ở Anh Pháp đâu, Đức và nhiều quốc gia khác cũng đang làm tương tự như vậy. Vì đất nước Ukraine là cái quốc gia có tài nguyên, thứ nhất là có tài nguyên mỏ nhiều lắm, mỏ đồng, mỏ sắt, mỏ này, mỏ chì, mỏ kẽm, đủ thứ mỏ cả, luôn cả dầu hỏa và cả luôn những cái mỏ giống như là đất quý vân 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 vân, rất là nhiều tài nguyên, có thể nói người ta nói tính cả mấy ngàn mỏ, chứ không phải một con số tiền, người ta nói tính tới 700 mấy tỷ Mỹ kim về tài sản thiên nhiên, chứ không phải là con số hề nhỏ. Ngoài ra thì hạ tầng có nghĩa là về công nghệ đó, người dân Ukraine họ đã có cái trình độ công nghệ rồi. Chúng ta biết là đất nước Ukraine là cái quốc gia đã từng là cái trọng tâm sản xuất vũ khí cho thời Liên Xô cũ, nên là cái hạ tầng của Ukraine họ đã có, họ sản xuất được máy bay, họ sản xuất được xe tăng, họ đã sản xuất được nhiều loại vũ khí, họ có đủ cái kỹ năng đó, nên là hạ tầng kiến trúc họ đã có đầy đủ. Về mặt tài nguyên, về về mặt công nhân việc làm thì trời ơi, lương quá bèo, lương công nhân quá bèo, nên là cái điều đó nó đủ điều kiện để mà đầu tư sản xuất vũ khí tại đất nước Ukraine. Thứ ba là môi trường, đất nước đang chiến tranh mà ai bận tâm về môi trường, ai bận tâm là xả ra những chất độc, nên là về vấn đề mà môi trường cũng chẳng bận lo nữa. Nên là hàng loạt đầu tư của nước ngoài đang đổ xô chế tạo vũ khí, nhưng cái điều khó khăn nhất là đất nước đang chiến tranh. Và hiện bây giờ thì phải làm sao vừa xây dựng chế tạo vũ khí của Ukraine, vừa phải bảo vệ được cái nơi đó nó an toàn. Nhưng mà có nhiều quốc gia không dám tham gia, nhưng gần đây thì Anh Quốc đã làm, Đức đã làm, bây giờ đến Pháp đã làm. Có nghĩa là họ vẫn sẵn sàng đầu tư bỏ một số tiền khổng lồ, xây dựng hãng xưởng chế tạo vũ khí trên lãnh thổ của Ukraine. Mướn người dân Ukraine, lấy tài nguyên của Ukraine để chế tạo ra vũ khí vân vân và vân vân. Thì đây là cái điều mà Tổng thống Zelensky đã tiết lộ cái chuyến đi vừa qua của mình, gặp nhiều nguyên thủ quốc gia và đem được nhiều cái sự trợ giúp, và trong đó có vấn đề đầu tư về vũ khí đến từ đất nước Pháp. Đây là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga ngày hôm nay. Tất nhiên là còn nhiều bản tin nữa Nguyên thiếu sót, mà trong Nguyên mạn phép ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn các quý vị. Hẹn các quý vị gặp lại sau.
Thái Sơn đời đời im sững. Cha Quảng Đại lặng thầm, tuyết phủ non cao. Con như nhánh đồi non vô tư lấp lửng. Cha chân núi vững sâu che chở bọc bao. Cha dáng núi gồ ghề nên không quyến rũ. Cha cứng rắn uy nghi nên thiếu nụ cười. Mẹ ân phúc vốn xanh mầm hoa tươi nụ, cho nhân thế muôn đời nghĩ nhẹ tình cha. Khi con xa cha ăn cơm với cá, nhưng khi thiếu mẹ lọt lá mà nằm, cha đâu buồn phiền trước xanh xó kỳ lạ. Cha đâu đợi chờ lời nhân thế hương hoa. Con nay khôn sinh gần thiết cha như bóng hình, cho con tin yêu những lúc đời nhục tình. Cha dáng núi ngàn đời xin là nương tựa. Cha sáng đẹp danh người dìu bước con đi. Cha gương sáng đời con chấm gai chấp nhận, cho tiếp dấu chân cha còn nối buộc chân. Con xa cha ăn cơm với cá, nhưng khi thiếu mẹ lọt lá mà nằm, cha đâu buồn phiền trước xanh xó kỳ lạ. Cha đâu đợi chờ lời nhân thế hương hoa. Hôm nay cha đi nhìn núi sông đau tất lòng, đôi vai con đây nhận lấy lời nguyện cha. Cha dáng núi ngàn đời xin là nương tựa. Cha sáng đẹp danh người dìu bước con đi. Cha gương sáng đời con chấm gai chấp nhận, cho tiếp dấu chân cha còn nối cuộc chân.
cha gương sáng đời con chống gai chấp nhận cho tiếp dấu chân cha con nối cuộc chân.